mỗi một người, mỗi một hoàn cảnh, mỗi một điều kiện đền ơn cha mẹ khác nhau. Không phải giàu, không phải có điều kiện, miễn chúng ta thể hiện bằng trái tim yêu, bằng sự kính trọng, bằng sự yêu thương và làm tất cả cho cha mẹ. Chúng ta thấy rất rõ cái nhìn và sự đền đáp công ơn mà đứa con dành cho cha mẹ đã được ghi trong kinh điển. Nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta làm, nếu không thì còn tình yêu thương. Đặc biệt trong quan niệm đền ơn của đạo Phật đó, bởi vì trong kinh Vu Lan Đức Phật có ghi: vì thương nhớ con mà cha mẹ sẵn sàng tạo bao ác nghiệp. Nghĩa là cha mẹ làm tất cả vì con, dẫu biết rằng có thể chuyện đó là vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, vi phạm văn hóa, nhưng vì tình yêu thương cha mẹ sẵn sàng, thậm chí bị tù đài cũng vì con. Do đó Đức Phật dạy, khi muốn đền ơn cha mẹ thì người con Phật đừng bao giờ đòi hỏi hay làm một điều gì để cho cha mẹ mình phải vì mình mà tạo những nghiệp ác. Chúng ta đừng bao giờ mua đòi, đừng bao giờ đòi hỏi những điều mà cha mẹ làm không được, nhưng vì thương con, cha mẹ sẵn sàng chấp nhận tất cả để rồi phải chịu mọi khổ đau, cũng chính vì những đứa con như vậy. Cho nên trong đạo Phật, quý Phật tử nhớ một điều: nếu chúng ta biết mẹ cha mình làm những điều không phù hợp, mình ngăn chặn hoặc khuyến nhủ cha mẹ làm một cái gì đó trên cơ sở thiện lành để giúp cho cha mẹ mình đừng tạo ác nghiệp để đi vào con đường lành. Đó là một cái cách để chúng ta đền ơn cho cha mẹ. Và hôm nay ý nghĩa của lễ Vu Lan, Vu Lan là gì? Vu Lan được thiên ân từ tiếng mạng là Ulanbana, tức là tháo gỡ những gì khổ đau của cuộc đời. Chúng ta ngồi đây, chúng ta đến đây, chúng ta dành những giây phút tĩnh lặng nhất để hướng về ông bà, tổ tiên, cha mẹ, cũng duy nhất là để giải thoát những gì khổ đau của nghiệp lực. Ulanbana tức là Vu Lan Bồn, là tháo gỡ những phiền não khổ đau mà chúng ta tạo những nghiệp ác để chúng ta chịu lấy cái quả khổ. Và bây giờ chúng ta hướng về với Đức Phật để chúng ta tháo gỡ những vấn đề này. Mà muốn tháo gỡ những vấn đề này, chỉ có con đường duy nhất là chúng ta làm những điều lành, chúng ta tạo những nghiệp tốt để chiêu cảm những cái điều khổ đau. Nếu cha mẹ còn sống, chúng ta làm những điều lành để hướng về với cha mẹ. Nếu cha mẹ đã qua đời, chúng ta thành tâm cầu nguyện bằng trái tim thương yêu, bằng cái sức tu hành của chư tăng sau 3 tháng an cư, để chúng ta đem hết cái năng lượng tốt đẹp nhất, thanh tịnh nhất, tinh khiết nhất để hướng về với những người nằm xuống, để từ đó hương linh của tổ tiên, ông bà, những người nằm xuống nương tựa vào cái năng lượng tốt đẹp, năng lượng tu tập thanh tịnh giải thoát, để từ đó thoát khỏi chốn luân đồ, không còn đọa vào thế giới khổ đau mà được sống đời thế giới an lành. Đó là cách duy nhất mà người con Phật làm trong ý nghĩa của đại lễ Vu Lan. Quý Phật tử đã dâng lên quý thầy cái chiếc y theo truyền thống của đạo Phật. Sau 3 tháng ăn dư, chư tăng được một tuổi đạo, chúng ta dâng y, y trong thuật ngữ của đạo Phật gọi là phước điền y hay là giải thoát y. Mặc chiếc y phải có sự tu tập diệt tham, diệt sân, diệt si, thành tựu giới, định tuệ mới gọi là chiếc y giải thoát. Và khi chúng ta tu hành có năng lượng như vậy thì ví như
một miếng ruộng tốt, cho nên mặt y này gọi là phước điềm y. Do đó quý Phật tử trúng trường y bằng một niềm tin với ta bảo, ví như chúng ta đang gieo một hạt giống tốt trên một mảnh ruộng tốt thì kết quả sẽ thành tựu được chất thiên mạng. Thành tâm cầu nguyện tổ tiên ông bà cụ quyền các tổ cha mẹ và tất cả chư hương linh nằm xuống trên mảnh đất này sẽ thọ hưởng những năng lượng của sự tu tập, sự thiện lành, và cầu nguyện cho chư hương linh được siêu năng Phật quốc, hồi hướng cho cha mẹ, ông bà, người thân, thiện tiền được bình an, lợi lạc, vạn sự chiết tường. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Pháp. Cha thượng, chư tôn, hòa thượng là chứng minh và ban cho chúng con những lời pháp vũ vàng học. Chúng con xin tín thọ phụng hành, nhất tâm lãnh lễ cúng dường tam bái các vị lễ chư tôn đức ba lễ, và đứng lên dâng những pháp y cúng dường lên chư tôn thiền đức thiện tiền. Giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương.